Chào mừng các bạn đến với kênh giải trí tổng hợp Kamita TV. Khôi bị truy sát và rơi vào bẫy của Vũ, Duy Bảo sắp rơi vào tù oan. Mời các bạn cùng xem các diễn biến tiếp theo của mùa sậy trổ bông. Chúng tôi bình luận dựa vào những tình tiết diễn ra trong phim. Tập tiếp theo của mùa sậy trổ bông là một bước ngoặt kịch tính khi Khôi và Duy Bảo dần nhận ra toàn bộ âm mưu thâm độc của Vũ, nhưng dường như đã quá muộn để họ xoay chuyển tình thế. Sau khi nhận ra mình đã rơi vào bẫy của Vũ, Khôi cùng mẹ quyết định bỏ trốn xuống miền Tây, hy vọng tránh được sự truy đuổi của công an cũng như băng đảng của Vũ. Khôi giờ đã biết rõ Vũ không phải là kẻ trung thành, mà là một kẻ phản bội, kẻ đã cấu kết với Duy Bảo và các thế lực ngầm để đẩy mẹ con bà Thanh vào con đường cùng. Dù vậy, Khôi vẫn chưa hoàn toàn nhận ra rằng mọi thứ chỉ là một vở kịch do Vũ dăng ra, và chính Vũ là kẻ đứng sau toàn bộ kế hoạch hãm hại gia đình anh. Trong khi Khôi cùng mẹ lẫn trốn, Duy Bảo vẫn còn tin tưởng vào Vũ, nhất là sau khi chứng kiến Vũ đứng ra bảo vệ mình trước băng giang hồ. Với lòng tin đó, Bảo đã nghe lời Vũ mà không chút nghi ngờ, quyết định xuống miền Tây để tìm Khôi. Anh tin rằng khi bắt được Khôi, mọi chuyện sẽ kết thúc, và mẹ con bà Thanh sẽ phải trả giá cho những gì họ đã gây ra. Tuy nhiên, Bảo không hề biết rằng chính Vũ đang điều khiển toàn bộ tình thế. Vũ không chỉ muốn chiếm đoạt tài sản của gia đình Trang Thiên, mà còn muốn biến Duy Bảo và Khôi trở thành công cụ trong cuộc đấu đá của mình. Trong lúc Bảo tìm kiếm Khôi, Khôi lại bị bọn giang hồ mà Vũ thuê truy đuổi ráo riết. Khôi lẫn trốn trong một căn nhà hoang, nhưng cuối cùng cũng bị chúng phát hiện. Sau một cuộc giằng co kịch liệt, Khôi bị đánh đập và đâm trọng thương, nằm bất tỉnh tại hiện trường. Đúng lúc này, Duy Bảo tìm đến căn nhà hoang, anh hoảng hốt khi thấy Khôi nằm trên vũng máu, không biết sống chết ra sao. Trước khi Bảo kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, dân làng xung quanh đã xuất hiện và truy hô rằng Bảo chính là kẻ đã đâm Khôi. Những lời buộc tội càng lúc càng nhiều, Bảo bị đám đông túm lấy và áp giải đến công an. Không lâu sau đó, Vũ cũng xuất hiện, nhưng thay vì giúp Bảo như trước, hắn lộ rõ bộ mặt của kẻ gian trá. Vũ cười lớn trong sự mãn nguyện khi thấy Duy Bảo bị bao vây và sắp bị bắt. Chính vào khoảnh khắc đó, Bảo mới bừng tỉnh và nhận ra sự thật. Năm xưa, khi anh và ông Thiên bị ám sát, Bảo từng nghĩ rằng kẻ đứng sau tất cả là một người quyền lực và sang trọng nào đó. Tuy nhiên, giờ đây anh đã nhận ra rằng kẻ đó không ai khác chính là Vũ. Tất cả chỉ là một màn kịch thâm độc do Vũ dựng lên để chia rẽ gia đình anh, hòng chiếm lấy toàn bộ tài sản và thâu tóm Trang Thiên. Vũ đã thành công khi lợi dụng mâu thuẫn giữa Bảo và mẹ con bà Thanh, biến họ thành những con rối trong kế hoạch báo thù tàn nhẫn của mình. Trong mắt Vũ, Bảo và Khôi giờ đây đều là những kẻ yếu đuối, dễ dàng bị điều khiển và lôi kéo vào cuộc chiến không hồi kết. Mọi thứ đều đã nằm trong tay Vũ, từ tài sản, quyền lực cho đến cuộc sống của từng thành viên trong gia đình Trang Thiên. Tuy nhiên, câu chuyện vẫn chưa kết thúc. Mặc dù bị đánh trọng thương, Khôi vẫn còn cơ hội sống sót. Bản năng sinh tồn mạnh mẽ của anh có thể là yếu tố quyết định giúp anh vượt qua được tình thế hiểm nghèo này. Sự tỉnh ngộ của Duy Bảo cũng mở ra khả năng anh sẽ không còn dễ dàng bị Vũ thao túng. Bảo đã nhìn thấy chân tướng sự thật và hiểu rằng mình cần phải hành động để cứu gia đình, ngăn chặn Vũ trước khi quá muộn. Liệu Khôi có thể sống sót và lật ngược tình thế? Duy Bảo sẽ có kế hoạch gì để đối phó với kẻ ác là Vũ? Và liệu bà Thanh có thể tránh khỏi bàn tay tàn nhẫn của Vũ khi hắn đã bước vào giai đoạn cuối cùng trong kế hoạch thâu tóm gia sản? Cuộc chiến trong gia đình Trang Thiên ngày càng trở nên gay cấn và đầy kịch tính, với những diễn biến khó lường tiếp tục chờ đợi phía trước. Tập phim không chỉ hé lộ sự thật kinh hoàng về Vũ, mà còn mở ra một loạt câu hỏi mới về số phận của Khôi và Duy Bảo. Người xem sẽ hồi hộp chờ đợi để biết liệu những âm mưu đen tối của Vũ có thể tiếp tục thành công hay không, và gia đình Trang Thiên có tìm được lối thoát trong cuộc chiến này. Mời quý vị đón xem những diễn biến hấp dẫn tiếp theo của bộ phim Mùa sậy trổ bông. Hãy để lại bình luận của các bạn bên dưới. Like và đăng ký để đón xem các tập tiếp theo nha. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.